Rộ tin đồn Ford Explorer 2020 chính hãng về Việt Nam giữa năm sau, SUV cỡ lớn nhiều người mong chờ. Theo một nguồn tin riêng từ đại lý, Ford Explorer 2020 chính hãng dự kiến về Việt Nam vào tháng 6 năm sau và giao xe tháng 7. Giá bán và chi tiết các phiên bản vẫn là ẩn số. Dù còn hơn nửa năm nữa mới về nước, nhưng đây là tin vui đối với những đang chờ đợi mẫu xe này, bởi Ford Explorer thế hệ thứ 6 đã ra mắt trên toàn cầu cách đây gần 2 năm. Hiện tại, Ford Explorer đang được phân phối trong nước thuộc thế hệ thứ 5 với giá bán niêm yết 1,999 tỷ đồng, ra mắt hồi cuối 2016. Trong 9 tháng đầu năm, xe đạt mức tiêu thụ 855 xe, đứng đầu phân khúc. Trước đó, Ford Explorer đã xuất hiện tại Việt Nam thông qua các đại lý nhập khẩu tư nhân và cơ quan đại sứ quán, nhưng số lượng không nhiều. Giá bán tham khảo một chiếc Explorer 2020 phiên bản Platinum lên tới 4,4 tỷ đồng. Việc nhập khẩu chính hãng mang theo kỳ vọng giá xe rẻ hơn đáng kể. Ford Explorer 2020 sở hữu thiết kế mang nhiều điểm biểu trưng rất dễ nhận, giá giống chiếc SUV đời trước. Tuy vậy, phong cách cổ điển đó được điểm xuyết nhiều đường nét mới làm điểm nhấn, chẳng hạn như mũi xe hầm hố hơn nhờ tản nhiệt cỡ lớn, hốc gió rộng, đèn pha mảnh, đường gờ hông và trần xe thể thao. Ngược lại với những thay đổi của ngoại thất Explorer 2020 ở mức vừa đủ, tạm chấp nhận được, thì nội thất chiếc SUV là một sự lột xác toàn diện khi vừa sở hữu thiết kế hoàn toàn mới, vừa được nâng cấp công nghệ lên cao hơn một bậc. Một số công nghệ tiên tiến trên Ford Explorer 2020 có thể kể đến đèn pha LED thích ứng, cửa sổ trời, phát Wi-Fi, màn hình cảm ứng trung tâm kích thước 10,1 inch, hệ thống âm thanh Bang & Olufsen 14 loa với tổng công suất 980 W, điều hòa tự động 3 vùng, kiểm soát remote. Ngoài những công nghệ an toàn thông thường như ABS, BA, EBD, xe còn được trang bị cân bằng điện tử, quản lý địa hình, khởi hàng ngang dốc. Cùng với đó là gói công nghệ an toàn tân tiến với cảnh báo người đi bộ qua đường, cảnh báo tiền va chạm, phanh khẩn cấp tự động, camera sau, hỗ trợ giữ làn chủ động và cảnh báo điểm mù. Ford Explorer bản cao cấp nhất sử dụng khối động cơ EcoBoost tăng áp kép V6 3.0 lít cho công suất 365 mã lực và moment xoắn 514 Nm. Động cơ đi kèm với hộp số tự động 10 cấp và hệ dẫn động 4 bánh 4WD thông minh. Xe là đối thủ của Toyota Land Cruiser Prado,